Tiếp theo chúng ta sẽ học thêm một nguyên âm nữa. Thì trước khi bắt đầu thì chúng ta sẽ nghe cô giáo người Anh đọc trước nha. This is a short vowel sound. It's pronounced off. Now you try. Listen carefully and repeat after me. Off. 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 Âm này cũng khá là dễ đúng không? Hơi giống chữ O trong tiếng Việt nhưng mà mình hơi há miệng một chút. O, đọc ngắn và dứt khoát. Rồi bắt đầu luyện tập luôn nha. Từ đầu tiên. Box. Box. Này có âm x phía sau nha. Mình nghe nhiều người đọc là box. Đọc thử nha. Box. Box. Đấy, nó không nhận diện được luôn. Đó là box. Box. Từ thứ hai. Hot. H-O-T. Hot. Hot. Từ thứ ba. Lock. L-O-C. Lock. Nhưng mà lock nha. Mình đọc thử nha. Lock. Lock. Đấy, nó không nhận diện được. Đó là L-O-C. Lock. Rồi. Open. Often. Mọi người hay đang nghe từ này là often đúng không? Often hay là often. Mình đọc often chứ đi. Often. Cũng được. Often cũng đúng. Often cũng đúng. Watch. Đây là watch. Con ch phía sau. Watch. Watch. À, mình đọc. Mọi người hay đọc là what đúng không? What? Không đúng không? Watch. 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 Mình đọc là what nè. Tiếp theo. Want. Từ này dễ. Want. Forgot. Forgot. Got. Got. Forgot. Từ này cũng dễ. Coffee. 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 Nhưng mà coffee nè. Mình đọc thử coffee đúng, thử đúng không nha. Coffee. Nó vẫn nhận diện ta. Mình nên đọc đúng là coffee. Coffee. Office. Office. Cái mà office nè. Mình đọc sai thử. Office. Vẫn nhận diện đúng ta. Mình không nên đọc như vậy nha. Mình nên đọc là office. 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 Cái những từ này từ quá thông dụng rồi. Chocolate. Chocolate. Đọc chậm là chocolate. Nhưng mà thường thường mình bỏ đấy. Cứ khờ lên bỏ đi. Chocolate. Chocolate. Còn đọc chocolate nè. Holiday. 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 Nào holiday đều được nha. Holiday. Tomorrow. Tomorrow. O âm đây là O. Tomorrow. Tomorrow. Từ cuối cùng. Promise. 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 Mình hay nghe một nào là bromit đúng không? Bromit. Bromit gì đó. Bromit. Sai liền đúng không? Đó là promise. Promise. Rồi từ này khá là dễ.